Tối cao Pháp viện Mỹ ra thêm một quyết định về cuộc bầu cử 2020. Và tất nhiên, nó vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Chào mừng tới với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Xin nhớ bấm nút thích tập này. Nó sẽ tác động đến thuật toán của YouTube có lợi cho kênh. Và nếu bạn vẫn chưa, thì hãy đăng ký theo dõi kênh. Dù bạn theo chính trị dòng tạ hay dòng hữu, thì chúng tôi nghĩ chúng ta đều nhất trí nói về gian lận bầu cử, khiến bạn phát bực. Bạn có lẽ đang tự hỏi, hoặc đang giận dữ gõ bình luận, tại sao tôi lại đưa gian lận bầu cử lên đây khi Biden đã là Tổng thống được hơn một tháng? Đó là vì 2020 vẫn chưa chịu rời đi. Tuần này, tối cao Pháp viện Mỹ phải ra phán quyết về một loạt thách thức pháp lý liên quan tới cuộc bầu cử năm 2020. Đây là chuyện lớn. Không lâu trước cuộc bầu cử tháng 11, Trump đã đề cử Amy Coney Barrett vào tối cao Pháp viện. Bà này là đề cử thẩm phán tối cao Pháp viện thứ ba của ông Thế là chúng ta liên tục thấy những tự báo đầy lo lắng rằng chuyện này đồng nghĩa tối cao pháp viện sẽ quyết định ai đi bầu và ai thắng cuộc bầu cử tổng thống. Tạp chí Slate bình luận rằng lần bổ nhiệm của Barrett vào tháng 10 là lố bịch và thậm chí là ghê tởm. Đó là vì với việc Barrett được sắp đặt vào ghế thẩm phán với tốc độ ánh sáng, giờ đã có năm thẩm phán siêu bảo thủ chuẩn bị can thiệp vào những nỗ lực của các bang nhằm kiểm đếm từng phiếu bầu của dân. Kế hoạch của họ rất đơn giản. Vứt những phiếu bầu quá thứ vừa được gửi trước ngày bầu cử, nhưng tới sau ngày bầu cử. Đó cơ bản là điều mà những vụ kiện này mong muốn. Trong số các đơn kiện của Trump và Đảng Cộng Hòa, hai đơn cho rằng Pennsylvania đã đưa ra những thay đổi vi hiến trong luật bầu cử. Nên họ muốn một số phiếu bầu quá thứ bị loại bỏ và tối cao pháp viện Mỹ vừa lố bịch, thậm chí là ghê tởm và siêu bảo thủ kia, đã quyết định sẽ không nghe các vụ kiện này. Vậy, thế có phải cuối cùng vụ bê bối về gian lận bầu cử năm 2020 đã chấm dứt? Chưa hề. Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tối cao pháp viện Mỹ sẽ không nghe thách thức bầu cử của Đảng Cộng hòa Pennsylvania. Họ không đưa ra lý do cụ thể, nhưng thế cũng khá bình thường với tối cao pháp viện. Họ cũng như bố tôi vậy. Không cần giải thích. Đó là quyết định cuối cùng. Giờ về phòng và nghĩ lại những gì còn đã làm đi. Các vụ kiện này thách thức phán quyết của một tòa án Pennsylvania hồi tháng 9. Phán quyết đó cho phép phiếu bầu nhận được 3 ngày sau ngày bầu cử vẫn được tính. Phiếu bầu phải được gửi tới hoặc được đóng dấu biểu điện trước ngày bầu cử. Lý do là vì virus corona. Sẽ có nhiều người muốn bỏ phiếu qua thư và đồng nghĩa với việc giao thư có thể bị trễ. Vậy nên, một phiếu bầu qua thư được gửi vào ngày bầu cử nhưng tới muộn vì sự điên rồ của năm 2020 vẫn có thể được tính. Với cá nhân tôi, trong một cuộc bầu cử nóng bỏng mà biểu điện đã cảnh báo từ hồi tháng 8 là họ không thể giải quyết được lượng tăng đột biến của phiếu bầu qua thư thì tôi đáng ra nên gửi phiếu bầu qua thư sớm hơn là trong ngày bầu cử. Nhưng tôi hiểu mà, có rất nhiều người hay trần chừ ngoài kia. Charlie. Nhưng các phụ kiện của Đảng Cộng hòa cho rằng việc thay đổi luật bỏ phiếu là vi hiến, vì chúng được đưa ra bởi Tối cao Pháp viện của bang. Trong khi hiến pháp nói rằng luật bỏ phiếu sẽ được quyết định bởi cơ quan lập pháp của bang. Cuộc chiến này đã kéo dài nhiều tháng. Tháng 10 năm ngoái, tối cao pháp viện Mỹ đã cho phép Pennsylvania được gia hạn thêm 3 ngày, nhưng vụ đó rất sát nút. Quyết định là 4-4. Thẩm phán bảo thủ Roberts về phe của các thẩm phán phái tự do. Amy Coney từ chối đưa ra ý kiến về vấn đề này vì bà nói bà chưa có thời gian để nghiên cứu vụ việc. Và tuần này, như tôi đã nói, tối cao pháp viện đã chính thức bác bỏ vụ kiện mà không lời giải thích. Tại sao? Đó có thể là vì vụ này sẽ không có tác động gì đến kết quả bầu cử. Chỉ có 10.000 phiếu bầu tới trong vòng 3 ngày đó. Ít hơn nhiều so với số lượng cần phải có để đào ngược chiến thắng 80.555 phiếu bầu của Joe Biden. Nhưng có một ngạc nhiên lớn ở đây. Để tối cao pháp viện Mỹ xem xét một đơn kiện, chỉ cần 4 thẩm phán đồng ý là được. Và trên lý thuyết, có đến 5 thẩm phán bảo thủ. Nên bạn nghĩ họ ít nhất cũng sẽ xem xét. Nhưng tôi sẽ giải thích thêm sau quãng nghỉ cuối cùng này. Chào mừng trở lại. Chúng ta không biết tại sao tối cao pháp viện quyết định không xem xét đơn kiện gian lận bầu cử ở Pennsylvania. Tuy nhiên, chúng ta biết hai trong số những thẩm phán tối cao gây nhiều tranh cãi nhất của Trump, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett, có góp phần vào quyết định trên. Vậy là dự đoán của Slate không đúng. Chỉ có ba thẩm phán không đồng ý thẩm phán Samuel Alito, Clarence Thomas và Neil Gorsuch. Tại sao? Theo CNN, đó là vì thẩm phán Thomas đồng tình với những tuyên bố gian lận vô căn cứ của Trump. Thế là Slate có dịp quay lại, nói rằng Thomas quảng bá dối trá về gian lận cử tri của Trump trong một bản thông báo bất đồng đáng báo động. Slate viết, Thomas đã phát đi một thông báo gây sừng sốt, cường điệu sự nguy hiểm của bỏ phiếu qua thứ và tuyên bố rằng tối cao pháp viện phải đảo ngược phán quyết của các tòa án bang. Trump có thể đã rời nhiệm sở, nhưng đồng minh trung thành nhất của ông ta trong tối cao pháp viện đang tấn công vào tính hợp pháp của cuộc bầu cử này. Tôi cá là Kavanaugh và Barrett rất mừng vì đã rời cái ghế nóng này. Vấn đề là, vì Thomas công bố ý kiến của mình, chúng ta có thể đọc được những gì ông viết. Có điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng CNN và Slate có thể không hoàn toàn đúng đâu. Đây là những gì thẩm phán Thomas viết. Nếu các quan chức bang có quyền hành như họ tuyên bố, thì chúng ta cần phải làm rõ. Nếu không, chúng ta cần chấm dứt hành vi này ngay trước khi hậu quả trở nên thảm khốc. Nghe có vẻ là về quyền lực được trao cho các quan chức bang hơn là về gian lận Thẩm phán Thomas cũng thừa nhận rằng bất cứ phán quyết nào cũng không ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng ông chỉ ra rằng sẽ còn những cuộc bầu cử trong tương lai. Những đơn kiện này cho chúng ta một cơ hội lý tưởng để nhận diện những gì mà các quan chức phi lập pháp của chính quyền đặt ra cho luật bầu cử. Và để làm tốt hơn trước vòng bầu cử tiếp theo. Phản đối làm thế là điều không thể giải thích được. Nói cách khác, cuộc bầu cử năm 2020 là một mớ hỗn độn một phần vì những thay đổi trong luật bầu cử có thể có hoặc không phù hợp với hiến pháp. Chẳng phải sẽ là tốt nếu triển khai các bước để sửa lại vấn đề đó trước cuộc bầu cử tiếp theo hay sao? Vậy tại sao một số người nói rằng Thomas đang tuyên truyền những tuyên bố gian lận vô căn cứ của Trump? Đó là vì ý kiến đáng báo động này. Chúng ta may là nhiều đơn kiện chỉ cáo buộc những thay đổi luật định không phù hợp chứ không phải gian lận. Nhưng việc đó chỉ đem lại một chút xíu thoải mái. Một cuộc bầu cử không có bằng chứng rõ ràng về gian lận hệ thống, không đủ đem lại sự tự tin cho quá trình bầu cử. Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo gian lận sẽ không thể tránh khỏi bị phát hiện. Nghe có vẻ ông ấy đang nói về tầm quan trọng của việc cử tri tin vào các cuộc bầu cử và đảm bảo rằng chúng ta có thể phát hiện gian lận bầu cử. Nếu bạn thắc mắc tại sao, thế lại là đồng tình với những tuyên bố gian lận vô căn cứ của Trump. Thì CNN muốn bạn biết rằng, đó là vì Thomas đã dùng từ gian lận tới 10 lần. Và đó là một lý do sự bất đồng ý kiến của ông thể hiện rõ sự tán thành với thế giới quan của Trump về gian lận. Đợi đã. Ngay cả việc đề cập tới gian lận bầu cử, không phải trong cuộc bầu cử 2020 nhưng có nguy cơ xảy ra trong tương lai cũng đồng nghĩa là tán thành với thế giới quan của Trump ư? Tôi đoán điều duy nhất được chấp nhận khi nói về gian lận bầu cử lúc này là nó vô căn cứ và không thể xảy ra. Tôi nghe đây, Shelley. Tôi đã nói gian lận 15 lần trong tập này sao? Thì YouTube sẽ chặn quảng cáo video này chứ sao? Thẩm phán Alito và Gorsuch cũng đưa ra các ý kiến bất đồng của mình. Nói rằng các vụ kiện này thể hiện một câu hỏi hiến pháp quan trọng và mang tính định kỳ. Về quyền lực nào thuộc về cơ quan lập pháp bang và quyền lực nào thuộc về các tòa án bang? Việc tối cao pháp viện xem xét đơn kiện có thể giải quyết được việc này, nhưng có một câu hỏi cực kỳ đáng lo ngại xuất phát từ tất cả những chuyện này. Liệu chúng ta đã xong chuyện với cuộc bầu cử 2020 chưa? Vâng, đừng lo. Vẫn chưa đâu. Tối càng pháp viện còn ít nhất một cơ hội nữa để tham gia vào một vụ kiện liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Trump vẫn còn một yêu cầu đang chờ các thẩm phán cho ý kiến về thách thức bất thành của ông về những thay đổi mà Ủy ban bầu cử Wisconsin đã yêu cầu tại bang này, bao gồm việc sử dụng các hỏng thư bỏ phiếu. Vụ kiện đó được xếp lịch thảo luận tại một cuộc họp kín của các thẩm phán vào ngày 5 tháng 3, đồng nghĩa truyền thông sẽ còn chuyện để nói về Trump thêm một chút thời gian nữa và cả chúng tôi nữa. Và nhân nói về chương trình. Nếu bạn muốn chúng tôi tiếp tục đưa tin về những chủ đề thế này, xin hãy ủng hộ Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Chúng tôi dựa chủ yếu vào hỗ trợ trực tiếp từ khán giả, chứ không phải doanh thu quảng cáo từ YouTube. Hãy truy cập patreon.com America Uncovered và đóng góp một đô la hoặc hơn cho mỗi tập. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.